Em Thảo Lồng Lưới gửi một lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các bác. Hôm nay em sẽ quay về lồng lò xo, những cái kích thước mà các bác sử dụng nhiều nhất trong cái đợt đi bắt cá bắt tôm này. Lồng lò xo đơn vị em sẽ có tổng cộng sẽ là 5 kích thước từ nhỏ đến lớn đây. Hôm nay em sẽ quay rất chi là cận cảnh như này để các bác nhà mình xem video sẽ nắm bắt được. Lồng lò xo cái đầu tiên là kích thước nhỏ nhất là 25-45, là một cái mẫu lồng mà đơn vị em đặt làm riêng cho các bác nhà mình đang thích đi đánh cua, đánh cá rô đồng. Cái chất liệu lồng này thì lưới của nó là lưới siêu bền nhá, và lưới mắt 1,5 phân. Lồng nhà em thì sẽ làm hai hom gần đấu vào nhau như thế này để các bác nhà mình đánh làm sao cho nó hiệu quả nhất. Và với mỗi một cái mẫu lồng này thì đơn vị em đang gửi tới các bác giá có 40.000 đồng một chiếc thôi các bác nhé. Nhỏ nhất là 40.000. Và 10 cái thì sẽ được miễn phí ship. 25-45 thì các bác tưởng tượng là cái miệng của nó 25 là hơn một gang tay này. Và 45 của nó thì sẽ là hơn hai gang tay. 45. Đánh tôm. Đánh tôm càng xanh thôi nhá các bác nhé, chứ tôm nhỏ là không được đâu. Hoặc là các bác đánh cua, đánh ếch hoặc đánh cá rô đồng, cá chê, cá chuối đây. Đấy, và nếu như các bác mà muốn mua lớn hơn thì mua 30-60. Đây là kích thước 30-60 này. Tất cả chất liệu lưới thì đều như nhau. Và các bác khi chọn lồng lưới thì các bác phải chọn làm sao khi cái lồng đặt nó phải đứng im như này, thì đó mới là mẫu lồng đẹp. Sau đó thì tới chất liệu lưới. Chất liệu lưới thì bác nào mua của đơn vị em rồi thì các bác biết. Kể cả tất cả các bác khó tính nhất khi sử dụng cái mẫu lồng này thì các bác đều khen ngợi luôn nhá. Đấy, và tới lồng đánh lươn, hom lươn 3 lỗ. Cái này em sẽ hướng dẫn các bác làm nhá. Cái hom lươn này đầu tiên thì các bác mua về này, nó sẽ có hai mảnh ghép. Các bác sẽ ráp vào đây, rất chi là dễ nhá. Chắc chắn là các bác trai khi xem được cái video này chỉ cần nhìn qua thôi cũng đã biết cái cách để ráp được cái hom lươn này rồi. Lồng lươn này sẽ là 3 lỗ. Các bác sử dụng để đánh lươn, kể cả khi cũng có thể cá nó rúc vào nhá. Bởi vì cái này nó là dạng hom, 3 hom đánh rất chi là hiệu quả. Chất liệu của nó là nhựa đen, một cái dòng nhựa mà rất hợp với nước. Khi các bác ngâm nước nó sẽ rất bền nhá, cái dòng nhựa đen này. Cái này các bác có thể đánh nhiều vụ. Đánh lươn thì các bác biết rồi. Nếu như các bác mà sử dụng mồi tự làm thì các bác có thể sử dụng là mồi giun. Giun các bác đào từ trưa đến tối các bác đi đánh. Thế còn không các bác có thể chế những cái mồi khác, bởi vì các bác đi đánh quen rồi các bác. Em thấy các bác chia sẻ rất nhiều cách, và với cái lồng lươn này là mẫu hiệu quả nhất các bác ạ. Đây là hai miếng giáp của nó đây. Và mỗi một cái lồng này khi gửi cho các bác thì sẽ kèm theo 3 cái hom. Chỉ cần chỉnh cân đối thôi là lắp được các bác nhé. Với cái lồng này thì các bác sẽ sử dụng chủ yếu là đánh lươn thôi. Đánh lươn có bác chia sẻ một tối một cái lồng này mà được nửa kg thì rất chi là được nhiều. Đây là cái hom đây, một cái mẫu lồng chắc chắn như thế này. Và khi các bác mà đã xem được video này mà đã đến với đại lý em thì các bác đã tìm được một đại lý chính nhá, chuyên về mẫu lồng lưới và bao giá rẻ nhất luôn để gửi tới tay các bác nhà mình. Và những cái lồng mà nhà em gia công ra, thế cho nên là sẽ chọn tất cả những cái chất liệu đẹp nhất để giúp các bác sử dụng làm sao cho nó bền. Đây là mồi này. Cái mồi này các bác mua thì có 10.000 một gói thôi các bác nhé. Còn nếu không các bác có thể tự làm. Còn đây là cái giọ đựng này. Các bác có thể cần cái giọ đựng này cũng liên hệ em. 2.000 đồng một cái nha các bác nhé. Chục cái là 20.000. Đấy, và tiếp tới là mẫu lồng cua đi. Em hãy chi tiết về mẫu lồng cua. Đây là mẫu lồng cua vuông. Nếu như bác làm mà đã sử dụng đập thấp, sử dụng mẫu lồng cua vuông này của đơn vị em thì cho em xin một cái bình luận nhé. Bởi vì gần đây mỗi một đơn hàng là 50 cái, 100 cái, 20 cái. Và em cứ phục vụ các bác từ 3 cái trở lên nhá. Đấy, các bác mà mua ít thì mất 30.000 tiền phí ship thôi. Đấy. Và các bác mà mua từ 10 cái là đơn vị em đã miễn phí ship hoàn toàn rồi. Đến đây. Và chất liệu cái lồng cua này sẽ quay thật như này cho các bác nhìn tận mắt này. Bởi vì cái lồng cua nhà em nó đặc biệt lắm. Nó sẽ không giống những cái mẫu lồng mà các bác đi mua ở ngoài chợ đâu. Riêng cái chất liệu lưới đã làm lên một cái thương hiệu cực kỳ là đặc biệt rồi. Các bác nhìn lưới đây, lưới dày như này và khung sắt sẽ to cứng như này để các bác nhà mình sử dụng làm sao cho nó bền nhá. Đây là cái khuy, các bác mở ra. Cái lồng này thì cái chiều dài của nó thì sẽ là 50 cm.
rộng là 30 và cửa của nó cao thì sẽ là 13. Đấy, khi sử dụng đi đánh thì các bác sẽ đóng cái phần đấy nào, treo một con cá rô vào bên trong thì sau một đêm sẽ được rất nhiều cua. Lồng này có bác đánh cà ra nhé, có bác thì đánh cua đồng, có bác thì đánh cua biển, nước mặn, nước ngọt thì các bác đều có thể sử dụng được ở cái mẫu lồng cua này. Giá của nó thì chỉ có mấy chục ngàn thôi nhưng các bác sẽ sử dụng được rất nhiều năm. Với cái chất lưới này thì bao chất lượng nhé, cua cắp thoải mái không đứt luôn các bác. Mắt của nó là mắt 1,5 này. Đấy, lồng cua nhé. Còn nếu như các bác mà cần sử dụng lồng bắt quái dài, kia là cái lồng bắt quái dài của đơn vị em. Lồng bắt quái thì bác nào mà đã sử dụng của bên em rồi thì chắc chắn là lần sau thì các bác cũng sẽ trở lại với đơn vị em. Bởi vì em sẽ bao về chất lưới nhá. Các bác nhìn chất lưới này. Đây là cái chất lưới của đơn vị em. Và với cái mẫu lồng này thì sẽ có đủ khung để phục vụ các bác. Các bác nhìn qua màn hình thôi thì các bác đã thấy là một cái lưới nó rất chi là mịn, dày và đẹp. Đấy, lồng này nếu như các bác mà cần 29 khung thì em sẽ gửi 29. Nó sẽ có từ 15 này, 19, 21, 24 và 29. Các bác cần bao nhiêu khung thì em sẽ gửi từng đấy nhá. Đây là cái mẫu để các bác thì mình đánh tôm. Mắt lưới 2 ly Hom Sole là một cái mẫu lồng đẹp nhất và chất lưới thì siêu bền rồi. Đấy, và đơn vị em sẽ có những cái dụng cụ khác nhau. Ví dụ các bác mà muốn mua lưới đúc thì để em quay gần về lưới đúc nhé. Đây, quay được rồi. Các bác sẽ nhìn về lưới đúc, cái này rất khó cởi ra. Cái lưới đúc này nhà em là hàng đặt nhá, nó sẽ không có sẵn. Nhiều lúc các bác mà gọi điện hỏi đến nó hay hết ý, thì mong các bác thông cảm nhé. Đây, cứ răng một tí cho các bác xem. Chất lưới nhà em như thế này nhá, khung bao cứng. Và lưới này nó là cái dòng lưới siêu dai rồi. Đây các bác nhìn cái chất lưới, đây là lưới đúc. Cái này thì rất nhiều bác, những cái đơn hàng nhiều các bác cứ gọi điện hỏi nhưng mà lắm lúc nhà em hết. Đợt này cũng làm số lượng cũng được không nhiều. Thế cho nên là em cũng rất ít giới thiệu về cái mẫu lưới đúc nhà em. Lưới đúc là mắt 7 ly dành cho các bác nhà mình đánh cá bống. Đánh cá bống, đánh tôm to, đánh cá sông. Đấy, và với cái bộ lồng lò xo này thì đơn vị em sẽ có kích thước ví dụ như là 25, 25, 45 này, 30, 60, 40, 80, 50, 90 và 60 trên 1m1. 60 trên 1m1 thì nó sẽ to như là cái tầm cống như này các bác này. Rất chỉ là to. Đấy, các bác có thể đánh được con cá chấm đen 4, 5 cân, 3 cân vào đã không ra được nhá. Còn những cái nhỏ thì mình đánh cá nhỏ. Còn với cái lồng lưới trắng này nó là mẫu lồng cao cấp này. Cái màu lồng trắng này nó là 30-60, chất lưới dày. Cái này nó sẽ có mấy màu nhá, cái này nó sẽ đắt hơn. Cái lồng này 70.000 một cái các bác ạ. Lưới trắng, kích thước 30-60. Còn lồng đen thường nó sẽ rẻ hơn. Đấy, và đại lý em thì là một đại lý chuyên về tất cả các mẫu lồng lưới. Khi xem được cái video này mà các bác đang cần, cứ liên hệ trực tiếp cái đầu số điện thoại em để trên màn hình video. Và đừng quên nhấn like, chuông và nút đỏ đăng ký kênh để theo dõi những cái dụng cụ rất là hay của đơn vị em. Ngoài ra em có ủng chống nước kìa nhá, các loại luôn để đưa tới các bác trong cái mùa đi bẫy của năm nay. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.